EasyTalk, giải pháp tuyệt vời từ Canada. Sản phẩm của công ty cổ phần giáo dục và công nghệ thành phố thông minh. Sách nói điện tử tiên tiến đang được ưa chuộng và bán chạy nhất khi có mặt tại thị trường Việt Nam. Thích hợp cho bé từ 7 tuổi đến học sinh, sinh viên. Với EasyTalk 815 thì sẽ mang đến cho chúng ta một bước đột phá tuyệt vời trong công nghệ hỗ trợ học tiếng Anh. Đây là sản phẩm rất phù hợp cho các đối tượng từ 7 tuổi cho đến học sinh, sinh viên và những người đã đi làm, đặc biệt trong việc hỗ trợ kỹ năng nghe và nói. Một gia đình thì chúng ta chỉ cần sử dụng một máy mà có thể chép nhiều phần mềm miễn phí khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như là cấp bậc học. Và điều này chứng minh một điều nữa rằng với EasyTalk 815 thì chúng ta chỉ cần đầu tư một lần mà có thể sử dụng lâu dài. Con gái ơi! À mẹ! Con gái đang làm gì vậy? Dạ con đang học tiếng Anh. Mệt quá mẹ ơi, hôm nay bài tập nhiều quá à. Trời ơi, tội nghiệp con gái quá. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ có một món quà tặng con nè. Món quà này sẽ giúp con học tiếng Anh dễ dàng hơn và mang lại cho con nhiều hứng thú nữa. Đây là món quà có tên là máy học tiếng Anh EasyTalk. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Con thấy không? Đây là máy học tiếng Anh sẽ có 55 đầu sách thông dụng và đặc biệt là có sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Ví dụ con gái mẹ học lớp 6 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng xem như thế nào nha. Đây, ở đây sẽ có một cây bút cảm ứng. Đây là sách lớp 6. Chúng ta sẽ mở ra và chúng ta đặt vào giữa máy. Sau đó chúng ta sẽ kéo cuốn sách xuống phần cuối cùng của máy. Rồi, ở đây có một màn hình LCD, chúng ta sẽ kéo màn hình này ra. Chờ một chút nha. I'm EasyTalk. Chúng ta sẽ chọn cái trang mà chúng ta muốn học. Chẳng hạn như là mẹ đang mở trang 96 nè. Bây giờ con sẽ dùng cây bút cảm ứng. Con nhấn vào số 9 và số 6 để chọn trang 96. Con thử đi. Dạ. 9, 8, đó là trang 96 đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn từ Anh văn nào đó mà chúng ta muốn phát âm bằng tiếng người bản xứ. Con thử chọn đi. Shoulder là gì? Vai. Đúng rồi, là vai đúng không? Rồi con nhấn lại đi, con nhấn lại ngôn ngữ. Vietnamese. Vai. Đó, con thấy phát âm bằng tiếng Việt không? Hay chưa? Bây giờ nếu như mà con muốn nghe lại là lúc nãy máy nói nhanh của mình nghe không kịp chẳng hạn, thì con không có cần phải tua đi tua lại nhiều lần giống như là con trường học trên máy, mà con chỉ cần bấm nút lặp lại thôi. Đây là nút lặp lại, con nhấn thử đi. Repeat. Rồi. Shoulder, shoulder, shoulder. Rồi, xong rồi. Mà con biết không, không phải là chỉ có học tiếng Anh không đâu nha, mà máy sẽ giúp con học cả ngữ pháp nữa. Những cái ô này á, là một trong 7 thì ngữ pháp rất là thông dụng của tiếng Anh. Và ví dụ như mà con học với những cái thì thông dụng này thì con sẽ có những cái bài tập để ứng với những cái thì đó để con làm bài tập. Còn ở đây á, là gì biết không? Là bảng chữ cái đó, bảng chữ cái để con có thể tra từ điển. Ví dụ như thường đó là ba mua cho con một cuốn sách từ điển rất là dày đúng không? Con phải dở ra, con xem là từ trong cuốn sách con đang học ở trường là từ gì. Nhưng mà với máy học tiếng Anh EasyTalk này thì con chỉ cần đánh vần thôi thì máy sẽ giúp cho con là phát âm nè, đúng không? Wow, hay quá mẹ ơi. Vậy khi mà con có mấy này con sẽ học giỏi tiếng Anh cho mẹ xem. Nhớ nha, nhớ phải học giỏi nha. Mà con biết không, khi mà con phát âm á, thì máy cũng sẽ thu lại cái giọng của con. Và máy sẽ so sánh với lại giọng của người bản xứ. Nếu như á, mà con nói chưa có tốt thì máy sẽ giúp cho con nói tốt hơn. Và như vậy thì chắc chắn là con gái mẹ sẽ học tiếng Anh giỏi hơn đó. Wow, hay quá. Con thích nghe nhạc không? Dạ thích luôn. Máy này cũng có phần nghe nhạc MP3 với hơn 30 bài hát nữa. Nếu như mà con thích có nhiều bài hơn thì con chỉ cần lấy thẻ nhớ ra và con chép những cái bài hát của mình vào thẻ nhớ. Sau đó thì con bỏ vào máy và con sẽ vừa học bài vừa nghe nhạc tiếng Anh. Một món quà thực sự hữu ích cho bé yêu. Phần mềm sử dụng cho những đầu sách EasyTalk được phát triển liên tục và được hoàn thiện bởi những chuyên gia ngôn ngữ. Như vậy là các bạn không phải lo về vấn đề kiến thức bị cũ hay lỗi thời. Và mỗi khi có đầu sách mới được xuất bản thì cũng sẽ được cập nhật nhanh chóng và cài đặt hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, ngoài sách giáo khoa tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12, EasyTalk còn ứng dụng được trên các giáo trình tiếng Anh khác như Let's Learn English, Start with English, bộ truyện tranh dân gian Việt Nam, cả từ điển bằng hình ảnh. Đặc biệt còn có phần mềm tiếng Anh văn phòng. Vậy là cả gia đình có thể học tiếng Anh cùng EasyTalk. Bên cạnh đó, EasyTalk còn cung cấp sẵn thẻ SD với dung lượng 1GB và khi sử dụng nếu cần, các bạn cũng có thể sử dụng những thẻ nhớ tùy chọn nâng cấp lên đến 4GB. Như vậy là với nhiều tính năng và cũng như là có thể sử dụng trong thời gian dài, nhưng EasyTalk lại không tốn nhiều điện năng các bạn à. chúng ta có thể sử dụng nguồn năng lượng từ pin cũng như là từ nguồn điện 220V. Khi ở nhà thì các bạn chỉ cần cắm điện vào, còn khi ra ngoài chúng ta lại có thể sử dụng pin, rất tiện lợi đúng không nào? Sản phẩm này đồng thời đã vinh dự nhận được giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ, giải thưởng cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc nhất năm 2009. Thiết kế thật sành điệu với 4 màu hấp dẫn, tha hồ cho các bạn chọn lựa. Hãy gọi về ngay cho chúng tôi.